Ưng ngỗng sinh sống ở hầu hết các quốc gia trên khắp châu Âu. Chúng có thể sống trong tất cả các loại rừng, cũng có thể sống ở các thành phố và làng mạc. Thậm chí, bạn có thể tìm thấy chúng trong công viên và nghĩa trang. Điều quan trọng là môi trường ở đó cung cấp đủ các mồi và bụi rậm cho hình thức săn mồi chuyên biệt của chúng. Vì lý do này, chúng thích ở những khu rừng đa dạng, không đông đúc và dễ dàng tiếp cận với vùng nông thôn, với những cánh đồng lúa, đồng cỏ và đồng hoang. Tại đây, ở bên rìa của khu rừng là nơi có nhiều lựa chọn về con mồi nhất. Trái ngược với nhiều loài chim săn mồi khác, nơi sinh sản của loài ưng ngỗng hầu hết ở sâu trong rừng. Điều quan trọng là cần có một hành lang tiếp cận tổ. Tổ của chúng thường được tìm thấy nhiều nhất trên những cây cổ thụ lớn, ở độ cao từ 20 đến 25 mét so với mặt đất. Con chim trống chịu trách nhiệm kiếm thức ăn, con mái bón từng miếng một cho đàn chim con đang háu đói. Khi những con chim con không cần được chăm sóc liên tục nữa và tự lập hơn trong việc ăn uống, thì con mái cũng sẽ ra ngoài để săn mồi. Thông thường, loài chim ó gần như ngồi yên hàng giờ trên một cành cây để chờ con mồi. Đối với chúng, đó là một hình thức săn mồi tiết kiệm. Người ta có thể nhìn thấy chúng trong suốt các mùa trên các con đường, thậm chí trên những con đường đầy rẫy phương tiện giao thông. Chim ó được xem là phiên bản nhỏ hơn của đại bàng. Tuy nhiên, chúng có sải cánh rộng và được coi là bậc thầy về bay liệng. Hiện nay, việc tìm kiếm con mồi đối với chúng là rất khó khăn do số lượng con mồi nhỏ suy giảm, còn con mồi lớn hơn thì loài chim này lại quá yếu. Bất cứ con vật nào lớn hơn một con thỏ hoang dã đều quá lớn đối với chúng. Chim ó là loài chim săn mồi phổ biến nhất ở châu Âu, một phần nhờ vào sự đa dạng thức ăn mà con người vô tình thải ra. Chúng chủ yếu ăn chuột đồng. Trong khi ưng ngỗng thích phạm vi gần và các bụi rậm trong rừng, thì chim ó thích ở vùng nông thôn trên những cánh đồng cỏ. Số lượng chim ó mới sinh thay đổi đáng kể từ năm này sang năm khác. Trong những năm có nhiều chuột thì chim ó sống sót nhiều hơn so với những năm có ít chuột. Do đó, số lượng con mồi sẽ điều chỉnh số lượng chim ó chứ không phải chim ó gây ảnh hưởng tới số lượng con mồi của chúng. Đối với những con chim non này, việc thiếu con mồi trong năm nay đã gây ra hậu quả rõ rệt. Vì không đủ ăn, cơn đói khiến chúng tấn công anh chị em. Chúng mổ cho đến khi đối phương bị chết. Điều đó thật kinh khủng và đau đớn. Nhưng chỉ có thế thì cơ hội sống sót của chúng mới tăng lên. Chim bồ cắt là phiên bản nhỏ hơn chim ưng ngỗng. Chúng sử dụng một chiến thuật khác để đảm bảo việc nuôi dưỡng con cái thành công hơn. Chúng cố gắng bù đắp sự mất mát bằng cách tạo ra một lứa lớn hơn. Tuy nhiên, với từ 5 đến 7 con non, tổ chim có rất ít không gian. Việc một trong những con chim non rơi ra khỏi tổ là chuyện bình thường. Chim non đã sống sót sau khi bị rơi. Tuy nhiên, một con chim non không được bảo vệ trong tổ sẽ gặp rắc rối lớn. Các con chim bố mẹ sẽ không lo lắng về một đứa con bị rơi ra ngoài. Một mình và bất lực, nó không có cơ hội sống sót trên nền rừng. Phía trên con chim nhỏ vài mét là anh chị em của nó và chim mẹ đang bận rộn để giữ cho những con chim non của mình được bình yên trong tổ.
số phận của một con chim con đơn lẻ là không quan trọng. Ngay cả trong trường hợp của ưng ngỗng, không phải tất cả những con chim non đều sống sót. Thiên địch và bệnh tật giết chết gần hết lứa chim con. Cứ 2 con thì sẽ có 1 con sống sót trong năm đầu tiên. Nếu tất cả diễn ra bình thường thì ưng ngỗng có thể sống đến 20 năm. Tất cả những gì chim mẹ bắt được đều sẽ bón cho chim non ăn. Chúng sẽ không nhận được bất kỳ loại dinh dưỡng đặc biệt nào. Thậm chí khi bầy chim non đã no nê, chim mẹ vẫn không có thời gian nghỉ ngơi. Nó phải bảo vệ con không chỉ là khỏi những cơn mưa mà cả những tia nắng có hại. Bầy ưng ngỗng non có thể sống yên bình bằng cách này hay cách khác. Các tình huống đe dọa tính mạng như tranh giành thức ăn hay thậm chí là sự tàn sát lẫn nhau trong bầy chim non không phải là một yếu tố đe dọa đối với chúng. 3 con chim non cùng tuổi không ghen tị với phần thức ăn dành cho những con chim mới sinh. Việc tranh phần ăn giống như một trò chơi hơn là một cuộc chiến. Trong số đó không có nhiều đặc điểm để phân biệt chim con của các loài chim săn mồi, bất kể chúng thuộc loài nào. Người ta vẫn chưa giải thích được tại sao chim con hầu hết đều có màu trắng. Đây chắc chắn không phải là một sự ngụy trang. Các hồ nước trong rừng hoặc bãi bồi là những nơi sinh sản ưa thích của chim ưng biển hay còn được gọi là chim ó cá. Về địa điểm sinh sản, chúng có thể dễ dàng thích nghi. Như vậy, chúng đã dần chuyển lên xây tổ trên các cột điện cao áp. Đó là do sự thiếu hụt vị trí làm tổ trong các khu rừng được canh tác và đôi khi đơn giản như vậy chúng sẽ có một cái nhìn toàn cảnh tốt nhất khi làm tổ ở trên đó. Chim ó cá là những chuyên gia thành công thực sự. Mặc dù chúng có thể được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới, nhưng hầu hết chỉ có thể được tìm thấy ở những nơi gần với nguồn thức ăn của chúng, đó là cá, và chỉ có cá. Xây một cái tổ lớn như vậy là một công việc vô cùng khó khăn. Từng cái cành và mỗi nhánh cây phải được đưa lên lần lượt từng cái một. Nhưng để đổi lại sự an toàn như thế này, tất cả những nỗ lực đó dường như đều rất đáng giá. Các cặp chim ó cá thường sinh sản mỗi năm một lần. Các tổ nhân tạo nhanh chóng bị đầy chỗ. Việc ở gần các đường dây điện dường như không còn là vấn đề. Và việc giao phối ở độ cao như vậy là đỉnh cao của sự thăng bằng. Những con ưng ngỗng con đến lúc này là khoảng 3 tuần tuổi. Một cặp ưng ngỗng thường có nhiều hơn một nơi cư trú. Nơi cư trú của chúng sẽ thay đổi hàng năm. Việc này có một lợi thế lớn là sau khi tổ bị bỏ trống trong một năm sẽ không còn ký sinh trùng. Tổ cũ thường được sử dụng trong nhiều thập kỷ và đường kính có thể lên tới 1,5 m. Ngay cả những con ưng ngỗng con cũng học cách giữ tổ gọn gàng ngay từ khi còn nhỏ. Ngay khi có thể đi bộ, chúng sẽ đi ra rìa tổ để đi vệ sinh, đảm bảo phân của chúng không bị dính vào tổ. Sự sạch sẽ của chúng hoàn toàn là bản năng. Cũng như vậy, hàng ngày chúng thường luyện tập cơ bắp để nhanh biết bay. Đây là địa bàn săn bắt của một loại chim săn mồi khác. Loài chim đại bàng ăn rắn ngón ngắn. Thức ăn của chúng chủ yếu là rắn. Có độc hay không cũng không quan trọng lắm. Một con rắn khi đã bị chúng nhìn thấy thì sẽ không còn lối thoát. Trái ngược với hầu hết các loài chim săn mồi khác, móng vuốt của chim đại bàng ngón ngắn, đúng như tên gọi, tương đối ngắn. Chúng phù hợp hơn để kẹp chặt các loài bò sát. Đại bàng ngón ngắn không miễn dịch với nọc độc của rắn. Nhưng chúng biết làm thế nào để khiến lũ rắn trở nên vô dụng. Tổ của đại bàng ngón ngắn có thể nằm cách vùng săn mồi của nó tới 10 km. Việc duy trì nòi giống thành công hay không còn phụ thuộc vào số lượng của các loài bò sát gần đó có đủ hay không. Chúng chỉ sinh ra một con
nhưng để nuôi nó, cả gia đình sẽ cần ít nhất 3 đến 5 con rắn cỡ trung bình mỗi ngày. Đại bàng nhỏ sẽ phải ăn khoảng 200 đến 300 con rắn như thế trước khi nó đến tuổi trưởng thành. Nhưng lúc đầu thì chúng cần đến những con mồi nhỏ hơn. Và ngay cả khi chim mẹ có tin tưởng chim con thì nó vẫn sẽ có mặt kịp thời để giúp chim con nuốt mồi. Chỉ cần kéo nhẹ một chút và nó đã ăn được. Chim đại bàng ngón ngắn đã từng phổ biến khắp vùng Trung Âu. Ngày nay, chúng chỉ sống ở phía Nam và Đông Âu. Nhưng giữa hai thời điểm, chúng không sống cố định ở đâu cả. Những đồng bằng rộng lớn, rải rác những đồi cây nhỏ. Đôi khi là một dãy núi thấp, là nhà của loài đại bàng đầu nâu. Chúng có nguồn gốc từ vùng trung tâm Đông Âu đến miền Nam nước Nga. Tương tự như loài ưng ngỗng, chúng có hai kỹ thuật săn mồi rất khác biệt. Một là chúng sẽ bay tròn trên bầu trời trước khi lao xuống con mồi. Hai là chúng sẽ ở yên trên cao và ẩn nấp chờ thời điểm thích hợp. Khi săn mồi, đại bàng đầu nâu không hề hung hăng. Mặc dù chúng là loài đại bàng lớn thứ ba ở châu Âu, nhưng chúng thích săn những con mồi nhỏ hơn như sóc đất hoặc thỉnh thoảng có thể là chuột đất vàng. Những con sóc đất này có vẻ khá ngơ ngác với sự nguy hiểm mà chúng đang gặp phải. Nhưng mái của ngôi nhà bị bỏ hoang này mang lại cho chú đại bàng non một góc nhìn bao quát về địa hình xung quanh. Không có gì thoát khỏi sự chú ý của nó